Chúng ta mới đặt ra câu hỏi. Khách hàng có rất nhiều nỗi đau và khách hàng có rất nhiều lợi ích. Đúng không ạ? Khách hàng có quá nhiều nỗi đau và nhiều lợi ích và doanh nghiệp chúng ta không có đủ nguồn lực để đi giải quyết tất cả những điều đấy. Và từ cái đóng góp sản phẩm này chúng ta mới ra được một thứ gọi là chiến lược sản phẩm. Chiến lược sản phẩm. Chúng ta lựa chọn sản phẩm như nào? Thứ nhất, chúng ta nhìn thấy khách hàng có một rừng nỗi đau, một rừng cái yếu tố lợi ích, và chúng ta sẽ có một chiến lược lựa chọn sản phẩm. Tiêu chí đầu tiên chiến sản phẩm là gì? Thứ nhất là đại dương nó sẽ xanh. Chúng ta hãy chọn một cái nỗi đau ở đấy, chúng ta hãy chọn một vài nỗi đau ở đấy mà đại dương nó xanh đấy. Tức là chưa có ông nào ông nhảy vào giải quyết, mà tôi nhảy vào giải quyết đại dương xanh đấy. Mà nếu chưa xanh, nếu mà nó đỏ rồi thì là phải dùng cái đường cong giá trị để tạo ra một đại dương xanh trong một đại dương đỏ. Tiêu chí thứ nhất đưa sản phẩm, hãy chọn những cái đại dương xanh đấy, cũng có thể là những cái nỗi đau hay lợi ích nào mà đại dương nó xanh, hoặc là thị trường nó diện nó chưa đỏ, chúng ta vẫn có cái vẫn có khoảng trống để nhảy vào được. Thứ hai là gì ạ? Làm biên lợi nhuận. Khi mà làm ra sản phẩm đấy thì biên lợi nhuận nó gì ạ? Nó cao. Thứ ba, đại dương xanh này, biên lợi nhuận cao này. Thứ ba là gì? Thứ ba là gì? Là gì ạ? Là chúng ta có cái năng lực để chúng ta có thể scale up được lên, chúng ta mở rộng được. Scale up đây có nghĩa là gì? Là cái thị trường nó phải đủ rộng. Thị trường nó phải đủ rộng để chúng ta có thể scale up được. Quan trọng là thị trường nó quá hẹp, nó rất khó để scale up. Đại dương xanh này, biên lợi nhuận cao này, scale up bởi vì thị trường đủ rộng. Số 4 chúng ta đến cái gì? Là chúng ta có cơ hội để trở thành market. Chúng ta có cơ hội để trở thành kẻ dẫn đầu thị trường, là market leader. Và số 5 là chúng ta có cái gì ở đây? Số 5 chúng ta có cái gì ở đây? Số 5 là gì ạ? Đại dương xanh này, biên lợi nhuận cao này, scale up và thị trường đủ rộng, là market leader này, là chúng ta phải có nguồn lực để gì ạ? Để thực thi. Chúng ta phải có nguồn lực để thực thi đấy, để giải quyết được nỗi đau của khách hàng. Thì đây là những yếu tố cực kỳ căn bản, những tiêu chí để chúng ta lựa chọn, chúng ta giải quyết những nỗi đau đấy ở trong khách hàng đấy. Đại dương xanh này, biên lợi nhuận cao này, scale up này, market leader này, nguồn lực thực thi đấy. Và chúng để chúng ta thấy là gì, đây là những yếu tố căn bản để lựa chọn sản phẩm. Mình còn một cái yếu tố gì nữa nhỉ, một vài yếu tố khác, nhưng mà đây mình tạm thời là 5 yếu tố căn bản vậy ạ. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Để không bỏ lỡ những kiến thức, xu hướng kinh doanh mới nhất, hãy nhấn subscribe kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR.